Vâng, đây là hiện bên mình là vừa mới test xong, thì với cái kết hợp với theo đó là một cái cặp sấp hầm đôi 50, tất cả đồng bộ đều neo hết cho chúng ta nha. Nếu như mình quay ở trong điện thoại thì có thể là về bên cái chức âm chúng ta là nghe không có hết được, nhưng mà nếu thực sự mà chúng ta đứng ở phía ngoài và thực tế ở đây thì các bạn sẽ biết được, các bạn sẽ biết được về cái nó lực, uy lực của nó như thế nào. Nó thực sự mình đứng đây mình nghe rất là sướng tai. Vâng, xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những clip mà chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về những cái dòng sản phẩm của bên chúng tôi. Thì về bên cái cấu hình dàn như vậy là mình lên cho anh khách. Thì nếu như anh khách lên một cái cấu hình là 200 triệu trên cái dàn này, nhưng mà hiện tại bên mình là cái không gian không cho phép, cho nên mình chỉ lên cái tạm thời cho các bạn là 8 cái loa array 30 đôi và một cái cặp sức hầm đôi 50, với lại là cái cấu hình của cái dàn máy như vậy là một bản mixer Dynacord CMS 1600 và đầu chuyên nguồn BA260 micro, hai cái con men Ruby 1200 quấn cho 8 cái loa, với là một cái con men 2 kinh mình quấn sấp cặp sấp. Thì với nếu như cái cấu hình như vậy là bên mình là tính ra là 143 triệu đồng, 143 triệu đồng cho với là một cái dàn âm thanh đồng bộ từ neo hết nha mọi người. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn nhớ like và đăng ký kênh YouTube của đơn điện máy Ruby của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.